Xin chào tất cả các bạn nha. Video nằm giới thiệu của bạn tham gia một dự án là Octopus. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả của mình mở tất cả một start chatbot bạn. Rồi sau khi bấm start, các bạn lướt trang các bạn. Đây thì một dự án game của Gen của NFT bạn. Mình nhận token GXHTC. Rồi khi tham gia chương trình góp này mình nhận được 120 token Octopus nè. Rồi bấm continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp follow kênh seller các bạn, join cho nhóm chat nè. Hỏi góp chứ. Các bạn join cho nhóm chat các bạn. Nhận ra luôn. Sau khi bạn join nhóm chat xong các bạn mới đích lên các bạn. Các bạn follow tiếp kênh seller nữa nè. Rồi các bạn follow nha bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi tiếp tục tập Twitter Wish sẽ pinbot nha bạn. Rồi bạn nhấp vào. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và chỉ dẫn từ quyết bài viết đã game nha bạn. Like và chỉ dẫn bài viết dán rồi chúng ta phá các bạn. Bạn chạy xíu nha bạn. Yes, 60 Octopus. Đâu ta? Thôi các bạn cứ việc like và viết đầu tiên đi các bạn. Ba tờ quyết thì tờ còn chấp nhận như tờ quyết nha mà. Các bạn tờ quyết chưa xin em đó, các bạn bấm test lại nha bạn. Sau khi các bạn test lại xong thì các bạn mới đáp lại nha bạn. Các bạn mở bot ra, bấm nhận nút submit detail này các bạn. Rồi bấm đón nha bạn. Tiếp tục thì bạn gửi là đường link profile từ Twitter của mình nha bạn. Thì các bạn mở từ Twitter của mình ra nè các bạn. Tất cả các bạn nhấp vào ba chỗ gặp bên cùng nè. Nhấp vào một hồ sơ nè. Bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha tất cả các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Bạn mở bot ra. Bạn dán vô đây nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain trên chiếc chút wallet nha bạn. Thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình nha bạn. Dạo này giá BNB Smart Chain lên gần 500 đô cho một cốc cần tờ. Rồi bạn sao chép lên nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot. Rồi bạn gửi nha bạn. Rồi bạn bấm don. Rồi bạn bấm set nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào đó. Sự đốt bát này cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn gì có ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tiền tục cần nha bạn. Ok vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia dán đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.